Kính thưa quý vị, chúng tôi cảm ơn sự trở lại của quý vị vào phần 3 của chương trình ngày hôm nay. Và trên đường dây tôi có một quý vị 59 tuổi ở Georgia. Và quý vị hiện bây giờ bị bệnh tiểu đường, bị bệnh tim. Thì câu trả lời của chúng tôi cho bà là hai bệnh, bệnh tiểu đường là phải chữa, bệnh tim là phải chữa. Hai bệnh này có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu không được chữa trị đúng mức. Rồi bà nói là bà không có lợi tức, bà không có lợi tức thấp. Lợi tức thấp. Thì tại vì tôi ở đây là ở California thì tôi biết rành về California lắm. Ở Georgia tôi không rành, nhưng tuy nhiên tôi vẫn khuyên bà lên gặp một bác sĩ gia đình cho họ khám bệnh cho bà, họ chuẩn bệnh, họ làm giấy tờ, rồi bà cùng dùng cái giấy tờ đó lên bộ xã hội, lên social service để trình bày là tôi bị bệnh quá mà tôi không có lợi tức, không có tiền đi bác sĩ thì người ta giúp bà. Bác sĩ Nhân nghĩ sao? Bác sĩ Nhân cũng đồng ý với bác sĩ Toản, đó là có thể cái hệ thống bên Georgia đó nó không có giúp xã hội nhiều bằng Cali, là tại bà biết là bên Cali đó nó thả ra rất nhiều tiền để giúp xã hội về trị bệnh, nhưng mà bên Georgia tôi nghĩ không có nhiều cái khả năng, nhưng mà nó cũng phải giúp. Nếu mà bà đã có Medicare nó phải giúp. Không, bà chưa có Medicare, bà là quốc tịch Mỹ, bà sang Mỹ hơn 20 năm rồi. Thành ra bà là quốc tịch Mỹ, bà vẫn có thể xin được. Xin được, đúng rồi, xin được. Nhưng mà không xin Medicare, xin Medicare cũng được. Đúng rồi, bên disability. Đúng rồi, chứng cho bà disability. Bác sĩ Toàn nói chúng bên Georgia nó gọi là Medicaid. Medicaid chứ không phải là Medicare. Medicaid. Nhưng mà nếu mà bà có thể xin disability được, tôi đồng ý. Bà trên sang Mỹ, bà quốc tịch Mỹ trên 20 năm, bà có thể bà xin một cái disability nha. Tôi cảm ơn bà nha. Dạ, thưa vâng, cảm ơn hai bác sĩ nhiều. Ok. Bây giờ trên đường dây tôi có một quý vị, xin quý vị cho biết tuổi, biết ở đâu, biết câu hỏi. Dạ, em chào hai vị bác sĩ. Dạ, thưa bác sĩ, năm nay em 50 tuổi, em ở Dakarana. Em có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là vừa rồi em có đi, em té hai cái đầu gối em nó bị rách cái meniscus á. Thì em có đi mổ, thì bây giờ em có đi làm therapy, thì mỗi lần em đi bổ thì cái chân em có thể nó cong lại, nó có thể bước đi được, nhưng mà cái chân em nó đơ ra, nó không có cong lại được để em bước đi, thì em không biết cái đó nó có ảnh hưởng gì không. Cái chân em nó đơ ra, nó đơ như là nó thẳng ra luôn, nó không có co lại để mà mình bước đi, bác sĩ. Rồi câu hỏi thứ hai của bạn. Câu hỏi thứ hai là gia đình em á thì không có ai có bị bệnh tiểu đường hết, nhưng mà em cũng vậy, em cũng không có bệnh tiểu đường, nhưng mà với cái số tuổi của em như vậy đó, nếu như mà em ăn đường, ví dụ trong tay em ăn chè hay là ăn cái gì ngọt ngọt á thì nhiều một chút, thì em có nguy cơ em bị bệnh tiểu đường không ạ? Ok, bác sĩ Nhân. Câu hỏi về đầu gối. Sau khi mổ là total knee replacement. Quên hỏi đó là lúc mà họ mổ cái đầu gối đó là họ thay hết nguyên cái đầu gối hay là họ chỉ mai lại cái meniscus thôi? Dạ, họ chỉ có remove cái gót rồi. Ok. Thêm lại cái sụn một chút. Họ họ đục cái lỗ vô hay là họ mổ, họ soi hay là mổ? Dạ, nội soi. Nội soi. Arthroscopy. Dạ. Cái này cái nghĩa là họ làm cái lab Arthroscopy. Arthroscopy, như họ khoét 3-4 cái lỗ đằng họ vô, đằng họ bào, với lại họ bào, với lại họ bào cái nó gọi là cái scar tissue, với lại họ có thể họ mai lại cái meniscus đằng nào nó mạnh hơn, nhưng mà không phải là thay nguyên cái đầu gối. Đúng rồi, không phải total replacement. Thì hồi nãy tôi quên hỏi cô đó, cô mấy tuổi cô? Dạ, 50. Ok. Nếu mà sau khi họ làm vậy bao nhiêu lâu rồi cô? Dạ, mổ hôm thứ tháng 3 ngày 16 tây tháng 3. Làm therapy, nhưng mà trong tham lúc mà đi bổ bác sĩ, tôi không có co cái chân tôi được, coi như là cái chân tôi nó đơ ra, hay là nhiều khi tôi đứng lâu á cái chân tôi nó đơ ra, tôi không có co được cái đầu gối, không biết có sao không. Không sao. Cô phải nhớ là mổ cái meniscus này đó, mấy người bình thường đó, tôi nghĩ từ 3-6 tháng hay có thể 1 năm lận. Mấy cái người mà nhà nghề mà athlete đó, họ mổ cái meniscus này đó, họ cũng phải là rehab tới 6 tháng nó mới đỡ. Thành ra vừa mới mổ xong, cô phải có một cái patient
đang chờ, nghĩa là mình vừa mới mổ xong tháng gì rồi đó, ngay bây giờ đó mình phải rehab rất là nhiều, mà mình cũng phải chờ 3, 2, 3, 4 tháng sau nó mới bắt đầu, nó mới recover được. Tiếp lời bác sĩ Nhân, đối với tôi, cô làm therapy, họ tới đó họ dạy cô tập, nhưng mà cô phải về nhà cô tập mỗi ngày rất nhiều lần, chứ phải cũng mỗi lần tới therapy rồi cô mới tập. Ok, cô về nhà cô tập nhiều lần, nhiều họ dạy sao về tập y chang như vậy. Nhưng mà tôi có rất là nhiều bệnh nhân như bác sĩ Nhân nói đó, là 3 tháng sau hay đến 6 tháng sau bắt đầu mới thấy nó trở lại gần bình thường, đôi khi cả năm sau nó trở lại bình thường. Thành ra đi therapy, về nhà tập liền liền, expect từ 3 tháng, 6 tháng, có khi 9 tháng tới 1 năm nó mới trở lại gần bình thường, chứ không 100% bình thường. Dạ, em có thắc mắc thưa bác sĩ, là ông bác sĩ mộ của em đó, ông nói em bây giờ 3 tuần sau là em trở lại làm việc lại bình thường, tại vì em làm trong trường học đó bác sĩ. Yeah. Nhiều khi em phải vừa học trò hay là em chăm sóc học trò đó. Với cái bệnh này của em có quay trở lại em làm khoảng cuối tháng 4 em có thể quay lại được không thưa bác sĩ? Well, bình thường đó thì theo cái hiểu biết của tôi thì cuối tháng 4 cô, trước khi cô trở lại cô phải gặp lại bác sĩ, rồi lúc bây giờ họ lại nó gọi là giám định trở lại đó, revaluation, coi nó cái range motion của đầu gối của nó như thế nào, lúc đó họ mới chứng tiếp. Họ không có thể mà chứng một lần 6 tháng, mà lúc đầu họ sẽ chứng cho cô một giai đoạn ngắn, ví dụ như tôi nói, ví dụ họ chứng cho cô 1, 2, 3 tháng, xong rồi ví dụ như 3 tháng thì từ tháng 3 đến 2 tháng thì tùy theo đó họ sẽ coi lại, họ thẩm định trở lại, re-evaluate trước khi họ make decision. Nhưng mà đối với tôi gặp rất là nhiều bệnh nhân thì nên tập và uống thuốc, nó đau thì uống thuốc, mình vẫn phải tập. Đôi khi đó, như tôi biết có nhiều bệnh nhân họ nói ô bác sĩ ơi tôi đau quá tôi đi không nổi, hay tôi tập tôi nó đau quá, uống thuốc vô được chịu khó tập. Cắn răng chịu đựng tập để cho nó cái, tại vì có nhiều người đó như trong trường hợp của cô đó, làm xong cái không chịu tập đó, cái chân nó cứng luôn, nó không có co vào được. Tại nếu mà mình không có mình không có move cái khớp xương đó, có nhiều khi đó có nhiều khi nó tạo ra mấy cái thẹo, cái scarring đó, nó làm còn cứng hơn nữa. Thành ra sau khi mổ đó mình nên cho cử động cái khớp xương nó rất nhiều. Rồi bây giờ trở lại cái bệnh tiểu đường của cô, thì cô phải đi bác sĩ gia đình. Đối với tôi thì cô đi bác sĩ gia đình thì người ta thử cái A1C có nó cao hay không. Nếu A1C mà nó trên 6 đó thì coi chừng phải bớt chè đấy thôi. Còn nếu nó dưới 6 thì ok, nhưng mà tuy nhiên bất cứ người nào mà trên 50 tuổi đối với tôi đều phải cẩn thận hết, là tại vì insulin trong cơ thể ông của cô sau những 50 năm rồi thì nó bắt đầu nó suy giảm đi. Thì ra mình càng lớn tuổi thì mình càng ăn đường càng ít, càng bớt chè, bớt bánh ngọt, bớt coke, đi uống nước lạnh đi. Thì chứ người như bất cứ ai trên 60 tuổi rồi hay là sau 50 tuổi mà ăn uống thoải mái thế nào cũng sau trước sau thì cũng bị bệnh tiểu đường. Nha. Bác sĩ cho em hỏi thăm một chút nữa thôi, là tự vì vừa rồi em mổ một lúc hai cái chân một lúc luôn. Thì bây giờ em có thể lái xe được không thưa bác sĩ? Well, khi nào cô còn control được cái đầu gối của cô. Nếu mà cô lái xe mà cô thấy nó cứng mà cô không có control được cái pedal, không đạp cái thắng được thì không nên lái xe. Nhưng mà như tôi đó, tôi nói cô phải tập, cô ngồi phải như cô phải nhịp cái chân như cô đang lái xe vậy đó. Cô đạp cái ga, cô đạp thắng. Cô thử, nếu mà cô tập ngày nào phải làm như vậy hết. Ngày nào cô ngồi một chỗ cô không làm, nhưng cô cứ đạp, cô cứ nhịp cái bàn chân cũng như đang đạp thắng, đang đạp ga, coi nó có trở ngại gì không. Nếu nó trở ngại thì phải gặp lại bác sĩ để cho ông biết là tôi không có đạp thắng, không có đạp ga được thì là chuyện khác nha. Dạ. Okay, dạ. Cảm ơn cô nha. Dạ, cảm ơn cô. Trên đường dây tôi có một quý vị, xin quý vị cho biết tuổi, biết ở đâu, biết câu hỏi. Tôi tên Tao, ở là Pháp Hình Ba Lây. Dạ, cô cứ hỏi đi cô. Tôi ở Pháp Hình Ba Lây. Bà bao nhiêu tuổi bà? 83 tuổi. 83, rồi bà cứ nói, bà cứ hỏi đi. Dạ, hai cha bác sĩ. Dạ, chào bà nha. Là cái chân của tôi đó bác sĩ, nó đau. 83 tuổi. Bà đau ở đâu? Ở Pháp Vân Ba Lây. Không, đau ở đâu? Bà đau chỗ nào? Đau chân, đau đầu gối hay đau bàn chân hay đau cổ chân? Hay đau sơ hương, đau hở hông? Dạ đau nơi cái đầu gối, mà cách đây 2 tuần thì bác sĩ nói mổ 2 tuần nói còn đi chụp thì là nói bị nó đứt một sợi gân đó. Nó mà nhớ theo sự bác sĩ bây giờ làm sao? Ô bây giờ này nhá, xin lỗi bà, thì bây giờ phần 3 đến đây tạm gián đoạn.
trong giây phút dành phần quảng cáo cho những cơ sở thương mại bảo trợ chương trình. Thì là bà đứng hang up, bà cứ giữ dây tôi nói chuyện, bà off air nha. Xin bà kỹ thuật cho tôi off air, tôi nói, tiếp tục nói chuyện nha bà.